Một giây thôi, tôi đang đến. Ư ư. À! Nikki! Oops. Mẹ phải làm sao đây? Vậy mới. Oa. Ồ, tuyệt vời, thật ngạc nhiên. Cảm ơn con Nikki. Không có chi mẹ yêu. Tôi mới. Ồ, cảm ơn con. Tạm biệt. Tạm biệt. La 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 la. Đừng chạm vào người tôi. Giúp tôi. Oh. Nikki, mẹ cần chiếc váy khác. Ý tưởng hay. Cảm ơn con, Nikki. Tạm biệt. La la la. What? Run! Aha! Ooh. Mẹ cần chiếc váy khác. Được thôi. Gì vậy? Trứng ư? Oh, wow, mẹ thích nó. Túi đẹp. Không có chi mẹ yêu. Tạm biệt. La 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 la. Gì? Giúp, giúp với. Dừng lại. Này gà ơi, dừng lại. Oh. Mẹ cần chiếc váy khác. Được rồi mẹ yêu. Oh. Phải giữ gìn chiếc váy của mẹ chứ. Được rồi. Bố ư? Nhìn đẹp đấy mẹ. Tạm biệt bố và mẹ. Các con, bữa trưa đã sẵn sàng. Dạ vâng. Không không không, phải rửa tay. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Na 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 na. Hả? Hả? Con đã rửa tay chưa? Bụng của mình. Ôi, bụng của tôi. Mẹ ơi, giúp chúng con với. Chúng ta cần bác sĩ. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi.
Hey! Oh yeah yeah yeah! Xin chào các con. À tiếp theo nào. Lại đây lại đây lại đây. Quảng tàu đây. Ơ, anh. Nhanh lên con. Chào. Chào. Bác sĩ nó là gì vậy? Đó là virus. Hầu hết nguy hiểm. Virus đỏ. Ui. Hãy nhìn xem, đó là xà phòng lỏng. Con bị gì? Bụng của con. Con đã rửa tay chưa? Đặt tay của con vào đây. Con cần phải làm gì ạ? Con phải rửa tay mỗi ngày. Tuyệt. Bác sĩ ơi giúp con. Con có rửa tay không vậy? Rửa tay con đây. Nikki, phải nhớ rằng hãy rửa tay mỗi ngày nghe chưa. Đưa nó cho mẹ của con. Tạm biệt. Tạm biệt. Được rồi, đi thôi. Phải rửa tay. Bạn còn phải rửa tay. Sạch rồi. Sạch. Hãy rửa tay của bạn trước khi ăn. Dạ. Chuyện gì vậy Nikki? Flat. Flat. Được rồi, đi thôi. Không không không, Flat. Chơi cái trò nào. Làm ơn ngồi xuống. Ok. Các con, đến đây. Okay. Wow. Ha
ngồi xuống con yêu, hãy ngồi cùng nhau. La 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 la. Mẹ ơi, mẹ ơi, dậy đi. Ô, chuyện gì vậy các con? Hôm nay là sáng chủ nhật, thật là vui. Đi đến Legoland đi mẹ. Ồ, mẹ muốn ngủ, đi sau nhé con. Thôi, hôm nay. Ok. Các con sẵn sàng chưa? Yeah. Ok. Bạn có muốn ăn pizza không? Pizza đây. Ngon quá. Gì vậy? Gì hả? Mẹ ơi, dậy đi. Mẹ ơi, dậy đi. Ồ, đường này đúng không? Ok, đi thôi nào. Hey, con đang làm gì đó? Mẹ không có ngủ. Đến đây nào. Yippee. Đi thôi. Hello. Xin chào. Tôi có một vài câu hỏi cho cậu ấy. Bạn sống ở bảo tàng hả? Dạ. Bạn có thích không? Dạ. Tôi cũng thích, nhưng tôi muốn đi ngủ. Không sao đâu. Tạm biệt. Bye bye. Gì vậy? Đến đây nào. Con ngựa. Wow, nhìn kìa. Run! Ha! Chúng ta ướt quá. Yeah. Okay. Aha! Hey! Oh! Cool! Hey! Trời nắng quá, hôm nay là một ngày nắng. Ok. Oh!
Ok. Hey. Hello. Okay.
Là một cái tay quay đồ chơi. Con cần một chiếc xe hơi. Tất nhiên rồi mẹ ạ. Con cần một chiếc xe hơi. Chiếc xe của con hỏng rồi. Vlad, giúp em với. Con có thể tạo ra trò chơi của riêng mình. Wow, thật tuyệt. Nhà khoa học. Nhà khoa học ư? Hãy bắt đầu nào. Được ạ. Ok. Hey. Nicky, mọi thứ đều ổn. Đó là điều mẹ cần. Wow. Được rồi.
ơi, mẹ sẽ giúp con. Wow. Không không không. Có lẽ là nhạc sĩ piano. Vâng. Siêu giỏi, mẹ có một món quà đặc biệt cho con. Ok. Nghệ sĩ piano là một nghề nhàm chán. Có lẽ là phi hành gia. Phi hành gia. Mẹ ơi, chúng ta cần một con tàu vũ trụ. Đi nào. Vâng, tất nhiên. Ok. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Flash, con quên bữa sáng của mình kìa. Flash, em sẽ giúp anh. Con đã sẵn sàng. Tạm biệt. Wow, wow, wow. Ok. Dâu tây. Dâu cho em. Táo. Táo là của anh. Dạ, không không không. Có lẽ con là một blogger. Vâng, nghề đó thật tốt. Con thích nghề này. Con thích nghề này. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ quay video. Bạn đang ở trên kênh Flash và Nikita. Yeah. Yeah. Nikki, yeah. Vì vậy bạn đang ở trong nhà tôi. Yeah. Đi nào mẹ ơi. Đi nào Nikki, hãy giới thiệu nhà của chúng ta. Ở đây chúng tôi có một tên lửa tuyệt vời. Cha. Yeah. Và Nikki. Hãy đăng ký kênh của tôi. Tạm biệt. Yeah. Của anh, của em. Của anh, của anh. Của em, của em. Oh no. Flash, chúng ta cần đồ chơi mới. Mình đi mua sắm đi. Và các con có muốn đồ chơi mới không? Nó là một chiếc xe Barbie. Vâng, cho các con. Xin mời, xin mời lên xe. Hai đứa giúp mẹ nhé. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ok. Có muốn đồ chơi mới không? Lên xe các con. Dừng lại. Hả? Xe của mẹ có các quy tắc. Oh no. Các con muốn mua sắm không? Vâng. Lên xe. Ok. Sẵn sàng chưa các con? Dạ. Thank you.
xe đi thôi, đi thôi. Các con sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Ơi Chúa ơi. Một, hai, ba.